Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan nhá. Hôm nay em lại lên cho các bác những giỏ lan siêu siêu đẹp nhá. Đây là các bác này. Đấy, nhìn đấy, hoa chưa? Các bác nhìn thấy hoa chưa? Dài chưa? Đến lúc nó nở thì thôi rồi luôn nha các bác nhá. Đấy. Như này. Đấy, đẹp chưa? Cái cây này nó phân được 4 nhánh này. Cả cây mẹ nữa là 5 này. Đấy, như này. Và hai cây bên này nữa đôi 4 6 7 cây. 7 cây nhá các bác nhá. 7 cây một giò to như thế này. Nha. Hai cây phân nhánh có thân nó dài được 90 cm, dài nhất nhá các bác nhá, dài nhất có thân dài được 90 cm. Em bán giò này cho các bác nhá với giá là nặng quá, nặng không nói giá được các bác ạ. Cái giò đấy á, nếu mà đóng thì gần như là phải 4 cái thùng xốp. Gần như gửi xe là chính rồi nha các bác nha. Gửi ship code em sợ hỏng lắm. Giò số 1 nhá. 8 triệu ạ. 20 bông hoa nhá. Giò số 2 này. Được một bông hoa này, hai bông hoa này, ba bông hoa, bốn bông hoa. Được bốn bông hoa có hai cây phân nhánh nhá, cây này này phân nhánh này và cây này phân nhánh nhá, cây này phân nhánh nhá. Đấy, có hai cây phân nhánh, tổng là có bốn cây, bốn cây nhá. Như cây này lại mất ngọn nhá, vì là nó em mua của dân là nó bị đổ dàn nên là nó mới bị hỏng mất ngọn này. Hai cây phân nhánh em bán cho các bác với giá là 1.200.000 nhá. Được tổng là 4 cái hoa. 4 cái hoa nhá. Cái hoa này nó bị đuôi này nên là không được nhá. 1.200.000 cho giò số 2. Số 3 này. Cây cáo này. Đấy, dài chưa các bác? Cứ tưng tửng này. Cái này nữa này. Như là một cái dâu rồng luôn. À, như cái dâu Tôn Ngộ Không luôn nhá. Dài lắm các bác ạ. Cái này là 1 này. 2 này. Cái này chỉ được 70 cm thôi. 70 cm thôi. Cái này chỉ được 80 cm này. Mà một mẹ một con nha các bác nha. Một mẹ một con nha, như này nha. Lá thì nó nhăn nha. Con nó thì cũng nhăn nha các bác nha. Con nó cũng nhăn nha. Lá này chắc chỉ được khoảng độ xít soát 5 cm thôi, chứ không được 5 cm, khoảng 4 cm 7, 4 cm 8 nha coi nha. Lá nhăn như này. Đó. Em bán giò này cho các bác với giá là 2.800.000 nha. Cho giò số 3. Số 4 này các bác này, một tổ ong nó to như thế này. Cao cái bình này là bình 7 lít nha các bác nhá, 7 lít nha. Cái này chỉ được 1 cân thôi. 1 cân một tổ ong này, 1 cân nha. Ong này gọi là ong ruồi nha các bác nhá, ong ruồi nha. Một tổ như thế này. Em bán cho các bác này với giá là 500.000 nha. Một tổ ong ruồi 1 cân như này em bán 500.000 nha. Cho số 5. Đúng không?
À, số 4. Số 5 à. Cái này này. Đấy, hai tổ như này. Nó chỉ được 5 lạng thôi. 5 lạng nha các bác nha, 5 lạng hai tổ. Như thế này. Em bán cho các bác với giá là 220.000. Ship là 30.000 nữa nhá. 220.000 cho số 5. Số 6 này. Một giò này này, dễ rồi. Đã chưa? Đôi 4 6 7 cây. 7 cây nha các bác nha. 2 bông hoa, 3 4 bông, 5 bông hoa. 6 bông hoa, 7 bông hoa, 8 bông hoa. 9 bông hoa nha, 9 bông hoa nha các bác nha. 7 cây, 9 bông hoa như thế này. Em bán giò này cho các bác nha, với giá là 1.700.000 nha, 9 bông hoa nha. Cho giò số 6 nhá. Nó đang mưa tí các bác ạ. Đấy, các bác nhìn thấy cái giò trồn như em nó đã chưa? Được có 40 bông hoa thôi các bác ạ. Được có 40 bông hoa thôi. Một củ đinh lăng nhá, một củ đinh lăng rừng như thế này nhá các bác nhá. Một củ đinh lăng rừng đây, lá đây nhá. Đấy. Một củ đinh lăng rừng như thế này. 5 cân nhá, 5 cân nhá các bác nhá. Một củ 5 cân như thế này nhá. Em bán củ này cho các bác với giá là 400.000 nhá. Một củ 5 cân như thế này 400.000 nha. Đinh lăng nha. Lá nhỏ này. Đấy, đinh lăng rừng nha. Cho hình số số 7 nha. Số 8 này. Một củ này. Đấy, một củ như này nhá, dễ rồi. Đấy. Em cân được 4 cân 2 nha, 4 cân 2 nha. Củ này thì em bán cho các bác với giá là 380.000 nha. Một củ như này nhá, lá đây nhá. Đinh lăng rừng nhá. Đấy, đã chưa? 4 cân 2. Em bán cho các bác với giá là 380.000. 380.000 nha các bác nha. Cho hình số 8. Chỉ được 3 củ duy nhất thôi. Số 9 này các bác này. Một củ này à. Đấy, đã chưa? Bán dễ, em đã bán 100 rồi, nhưng hôm nay em lấy được rẻ, em bán rẻ nha. Một củ như thế này nhá. Đấy, như này. Các bác làm một cái bể bé được. Một củ như thế này này. Lá đây nhá. Lá bé nhá. Em bán củ này này. Để em cân đấy nhá. Được 3 cân rưỡi rồi nhá. 3 cân rưỡi nhá. Em bán cho các bác với giá là 350.000 nhá. Đấy, củ này nhá. Các bác thích lựa chọn củ nào thì lựa chọn nhá. 350.000 cho số 9 nhá. Có 3 củ rồi, không có nhiều đâu ạ. Số 10 này. 4 cây cáo Lai Châu, nó hàng giống rồi nha. Nó năm nay nó mới sổ hoa này các bác này.
bốn cây được bốn năm bông hoa, mà hoa này các bác này xanh đét lên đẹp này. Đấy, lại thế bốn cây như thế này nhá, có một cây xanh này các bác ạ, một cây xanh mà lại được hai bông hoa, nếu mà được trắng thì là mừng cho các bác nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 800.000 nha, thành ra là có 200.000 một cây thôi. 800.000 cho giò số 10. Số 11 này, hai cây cũng to này các bác này, mà hoa xanh đét lên đẹp, hai cây đều xanh này, được thì các bác ăn nhá. Đấy, được hai bông hoa nhá, được hai bông hoa nhá, hai cây to như thế này. Em bán cho các bác với giá là 550.000 nhá, càng nuôi càng to nhá các bác nhá, càng nuôi càng to nhá, như này 550.000 cho giò số 11. Số 12 này các bác này, một dè cáo một mẹ ba con, nó to, con nó cũng to như thế này này. Năm nay thì nó chưa được đạt cây nên là nó chưa phân nhánh nhiều đâu các bác ạ. Đây, đấy, hoa đấy, hoa phân nhánh nhá, được bốn bông hoa một mẹ ba con như thế này. Đây là siêu phẩm nhá, nên là giá nó sẽ cao nha các bác nhá. Em bán cho các bác với giá là 2.500.000 nhá, cho giò số 12. Đây này các bác này, số 13 này, ý ngọc nhá, ý ngọc nhá. Em trồng kèn thì nó lại ra ý ngọc nên là em chuyển nó vào một giò to này như này nhá, như này nhá, ba thân hoa nhá, và được ba mầm gốc nhá, chắc là phải được bốn mầm gốc ấy, như thế này. Hoa này họng trắng tím nha các bác nha, họng trắng tím nha. Một giò như thế này, kìa ơi, giò như thế này nhá, em bán cho các bác với giá là 120.000 các bác nha. Đây, đây, 120.000 cho giò số 13. Số 14 này các bác này, một mầm gốc, hai mầm gốc, 3, 4, 5, một thân hoa, hai thân hoa, ba thân hoa, bốn thân hoa, năm thân hoa các bác nhá. Một giò như thế này đấy, toàn cục nguyên bản thôi, tưởng là kèn, thế là hóa ra ý ngọc các bác ạ. Giò này thì em bán cho các bác với giá là 180.000 nhá, 180.000 nhá, cho giò số 14. Số 15 này, 1, 2 này, 3, 4 này, 5 này, 6, 7 này, 7 mầm gốc và 1 thân hoa, 2 thân hoa, 3 thân hoa, 4 thân hoa, 5 thân hoa, 6 thân hoa, 6 thân này nữa là 7. Đấy, một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 200.000 nha, 200.000 cho giò số 15. Cái giò này là em định cho đi Hà Đông để thi này các bác này.
Hoa đây. Đã chưa? Được 6 bông hoa nhá các bác nhá, 6 bông hoa nhá. Không khỏi 2 triệu nhá các bác nhá, không khỏi 2 triệu nhá. Đẹp như thế này. Đây ấy, nói nhiều đi nhờ. Trên đây. Đây nhá các bác nhá. 2 triệu cho giò số 16. Số 17 này. Số 17 nhá, một mẹ ba mầm gốc luôn. Một mẹ ba mầm gốc luôn nhá. Như thế này. Đấy, em nuôi kèn nó phải đạt như thế này này các bác này. Như nó là ý ngọc nhá. Em bán cho các bác với giá là 70.000 nhá. Đấy. 70.000 cho giò số 17. Đây là các bác này, hoa nó dài này mà. Đấy các bác nha, em treo như này này. Đấy. Hoa đây nha. Hoa đây nha các bác nha. 2 triệu 8. 2 triệu 800 nghìn nha. Cây nó to này nha. Nuôi không biết là bao nhiêu năm nó mới đạt được như thế này. Nên là các bác đừng giả em 2 triệu ngại lắm. Thật luôn. 2 triệu 800 nghìn nhá. Hoa phân nhánh nhá. Cho giò số 18. Mà lá ở trên ngọn này bắt đầu lạnh nhăn này này các bạn này, xoáy này. Đấy. 2 triệu 800 nghìn cho giò số 18. Số 18 cũng là số cuối của em nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác nhá. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu. Hôm nay em bán hàng không bao gồm phí ship nhá.